bữa nào rảnh rảnh đi theo quay một bữa coi. Đặt ở khu vực, có đặt khu vực gần đây không? Không, đặt túc thì ở dưới không à. Nói cho biết bao nhiêu người sử dụng bẫy mà nếu mà chịu bán cái mối rồi một cái đâu có tiêu thụ nổi đâu. Ở nhà có đồ rộng lại nuôi không? Có rộng lại nuôi, đây chút vô trong túi về nuôi đi, đây cũng đổ bỏ à. Đủ chưa coi. Quá trời hầm hay. Lụm lúa, hai ngày lụm lúa lần. Bác về bác ơi. Sớm cũng có sớm giờ sáng giờ mấy người bán đã, có một người phải không? Sáng giờ làm lu bu quá không có quay. Mấy con nó sần sùi là nó cũng bị lột da, thay da. Con nào nhỏ bỏ qua đi điện gì đó hỏi con bắt nữa. Bán hôm nay mấy ngày ta? Ba cử rồi. Ba cử. Không, hồi bữa hổm bán không có đăng, bữa hổm bán không có đăng. Rồi bữa hổm tới nay ba bữa không? Ba bữa. 50 cái bẫy. Bữa mà đặt có như 2 ngày rưỡi à. 2 ngày rưỡi. 8-9 giờ, bữa 8-9 giờ cái mua rồi. Hôm qua ngon chứ hôm qua nắng ngon, bữa nay nữa nè. Bữa nay ngon, 2 ngày nay ngon nè. Hôm nay có gắn mối nhiều cái không có cân, anh em ta không có sử dụng bẫy không, ngưng cân á, cự quá trời cự. Cái này là bên đây người ta sử dụng bẫy bên em mới cân nha anh em ơi, đừng có hiểu lầm nữa. Người cân người không cân thì anh em ta có mua bẫy thì có trước có sau, chứ giờ mua bẫy bên em thì em phải tiêu thụ gắn mối cho anh em, còn anh em mình câu đồ này kia cũng cân, nhưng mà kiểu như quá tải thì phải tạm ngưng lại thôi. Bây giờ chỉ cân cho anh em mà đang sử dụng bẫy thôi. Cái gì cũng phải có trước có sau vậy. Chứ không có dám nói chắc là bao tiêu cho anh em mình quanh năm. Gắn mối mà sử dụng bẫy thì bên em sẽ bao tiêu quanh năm, còn gắn mối mà anh em mình câu hay anh em mình không có sử dụng bẫy là em cũng cân, nhưng mà nó phải có điểm dừng, đủ hàng em dừng. Bữa nào rảnh đi theo quay một bữa coi. Đặt ở khu vực, có đặt khu vực gần đây không? Không, đặt túc thì ở dưới không à. Tính là gần đây bữa nào đi theo quay thăm bảy một bữa. Không, mấy con này đáng khách chê quá kìa. Tại vì nó bỏ vô trong chuồng á, nó chui vô gạch á, chút ra con nào bắt con ấy không có lựa. Thì chút ra rồi bán cho khách cự quá trời cự. Mua gắn mối về nhậu mà gắn mối nhỏ gì ta đâu chèo đâu. Lựa ngoài gì ta dễ chứ đổi chuồng rồi khó lựa lắm. Sao ra bắt ra đây. Vì cái bẫy nó nhỏ đó. Ở nhà có đồ rộng lại nuôi không? Có rộng lại nuôi, đây chút vô trong túi về nuôi đi, đây cũng đổ bỏ à. Chứ chút về nuôi lại đi. Không có nuôi, bẫy về thả vô chuồng rộng đây không à, không mua đâu. Rồi 3 ký 2. Không có nuôi hả? Thả đi, thả ra bỏ. 3 ký 2 con ơi. Tính tiền cho em trái đi để hồi ra đổ quay luôn. Đi không ấy đi ra coi cho chim ngưỡng chuồng cái mối này, cái mối này quá tải đi ra mãi đổ luôn. Đi ra chuồng coi luôn đi. Này nhiều dữ lắm rồi, chỉ tiêu thụ cho anh em mình đang sử dụng bẫy thôi. Đó cái đó đó. Có nhỏ thả thấy không? Thả mở chuồng cho nó ra luôn.
đó, cả đó rồi đó. Nhỏ gì thả hết rồi nè, bỏ vô đây mà nó bỏ vô đây mà không có cho ăn uống rồi chết thôi quá thôi, mở tôi chuồng cho nó tự ra làm gì làm. Ba ký hai, hai ngày rưỡi hả, nói cho biết bao nhiêu người sử dụng bẫy mà nếu mà chịu bán cái mối rồi một cái đâu có tiêu thụ nổi đâu. Một phần là anh em người ta có chỗ ở gần nhà người ta bán nữa, thành ra là gắn mối mà câu là bó tay luôn. Sao vậy, không có tiền lẻ hay gì? Ở trong túi quần, trong túi quần dài có 10.000 á, lẻ mấy ngàn thì khỏi đi, còn cân lâu dài mà. Bao nhiêu? Nhiêu bây giờ 400 mấy hả? 416. Rồi đưa 410 đi. 410. Ừ. Không biết là không có tiền lẻ 500 không mà. À. Mấy cái chỗ anh em ta có chỗ bán rồi, tiêu thụ rồi đó, thành ra là không có đánh đổi, mà anh em không có chỗ bán mà đem ra đây hết là cũng hơi bị nhiều dữ lắm luôn. Vô mùa nhờ được mấy tháng này nè. Ở đâu thì bắt theo mùa chứ ở đây nói chung là đi đặt theo cặp mé lộ, không đâu có ra đồng ra gì đâu mà nước hay không nước. Không mà ở đâu cũng vậy, nhưng mà cái mùa này là gắn mối đi ăn nhiều lắm. Mùa này gắn mối ra đây ăn nhiều lắm. Còn nó chập mùa qua Tết á, qua Tết mấy tháng đó là gắn mối nó ém trong hang không à, ít ra cũng có nhưng mà ít. Ở đây anh đi bẫy hồi 2 năm trước, anh đi bẫy kiếm sống luôn mà. Sao ai có không? Thôi ghê thôi. Loại sao không? Không có lúc nào trong tủ có bẫy hết chứ. Đủ chưa coi? Rồi đúng rồi. Rồi ok. 2 ngày rưỡi được, kiếm sống được. Đi làm á, đi làm thời gian rảnh đọc. À, làm gì? Làm trong công ty gỗ, cái xưởng gỗ chứ không phải là công ty. À. Ngày nghỉ mới đi đặt. Ủa làm gì sao nghỉ sao người ta? Không, chỉ kiểu như là cần nghỉ 3-4 ngày cũng chừng nữa. À. Có nhiều ngày chứ. Có hàng là làm không có là nghỉ hả? À, đúng rồi. À. Không đạt làm suốt là tăng ca nữa. Ở này là này là dạng làm tư nhân không? À, tư nhân. À, có đâu vậy? Ở này kiếm thêm gì là sống khỏe rồi. À. Rồi giờ hôm về luôn. Rồi ok. Về đúng không? Đổ đi, đổ ra múc mà lộ để bò vô nhà lắm đó. Cái mối nhỏ quá. Không xanh. Nó cũng đi à, tán lạc nha. Nắng hôm nay mà ít vậy? Hôm qua nắng buổi sáng, bữa nay nắng nguyên ngày luôn. Hai ngày lụm lúa gì khô cũng nhiều mà 2 ký à. Khá mà
sao chị? Thôi đếm. Đếm thử lần biết rồi, đếm gì nữa. Ơi từ từ, bắt từ con thôi. Trời ơi, nó lẹ lắm, đừng có manh động. Nó chạy vô trong mấy cái kẹt bao đó thành con rồi. Chưa? Con phải không? Ờ chạy vô kẹt đó con rồi. Đây đây. Phải con đó không? Dính không? Trời không được 2 ký nữa. Ký 7. Để mấy con lấy cắt được 100 gram. Vô chuồng. Ký 7 con ơi. Nhiêu tiền? 2 ngày lụm lúa 1 lần. Bác về bác ơi. Ok. Vô chuồng nữa nè mày. Thì như anh em thấy là trong chuồng em nè, còn số lượng gắn mối rất là nhiều luôn. Đang bị quá tải gắn mối nha anh em ơi. Đang bị quá tải gắn mối. Thì mấy cái viên gạch này nè, mấy viên gạch này hồi kỳ gọi nó bị thất bại cả nhà. Kỳ gọi là chất mút trong trong sát vách đó. Sát vách trong đó bị trong vách đó nó có cái dốc cao như nè. Chất mấy viên gạch nó sát vô cái mé tường quá đó. Rồi con gắn mối nó leo lên trên viên gạch này nè. Nó phóng lên trên tường này luôn. Nó ra đâu cũng khoảng cả ký á. Đó thì sáng này cũng có sắp gạch lại ngay giữa nè, sắp gạch lại ngay giữa, đừng cho nó gần ra cái vách quá, gần vách quá nó sẽ phóng lên trên. Nó phóng lên. Đó là anh em nhìn thấy ha. Đó có mấy con nó trộm phóng lên đó. Đó gắn mối thì em vẫn cân bình thường cho anh em mình thôi. Cân bình thường tức là cân cho anh em đang sử dụng 7 của bên em á. Đó, còn tạm ngưng á, là tạm ngưng cân những anh em mà không có sử dụng 7 bên em á, gắn mối anh em bắt 2 câu gì đó thì em tạm ngưng đó, anh em đừng có hiểu lầm nha. Còn anh em mình đang sử dụng 7 bên em á thì em vẫn cân bình thường thôi, cân bình thường cho anh em mình nha. Đó là có trước có sau cho anh em mình, cho anh em mình đừng có hiểu lầm là tại sao mà em đang cân rồi mua 7 bên em rồi tại sao em không có cân nữa, tự nhiên cái ngưng. Đó là không phải nha anh em ơi, vẫn cân bình thường nha, vẫn cân bình thường cho anh em mình đang sử dụng 7. Đó, chỉ là tạm ngưng cân những anh em mình gắn mối mà anh em mình câu nữa. Nói chung là ở ngoài luồng của em á. Đó thì em sẽ tạm ngưng thôi nha. Khi nào mà hàng bên em nó bị hụt á thì em sẽ thông báo em cân lại. Anh em mình có bán được thì bán, không bán được thì cũng không sao ha. Đó, gắn mối hiện tại bây giờ anh em nhìn thấy nè. Không hề ít luôn. Nhìn em thấy con gắn mối này nè, con gắn mối này là một vài bữa nữa nó đẻ nè, lạng vạng là tối nay nó đẻ luôn nè. Hồi sáng này em đang dọn chuồng thì phát hiện có
có một số gắn mối con là hồi tối nó có đẻ, nhưng mà giờ nó ém đâu hết trơn không thấy. Như con này nè, con này là tối nay rất có khả năng là tối nay nó sẽ đẻ nè. Quá trời cái bụng đó. Thường thì gắn mối nó đẻ con chứ không phải đẻ trứng nha. Thì có anh em hỏi mình nó gắn mối đẻ con hay là đẻ trứng. Gắn mối thì nó đẻ con nha. Một con mang bầu gì nè, nó có thể là nó đẻ từ 5 con hoặc là 6 con, đúng không chừng. Con này yếu nữa nha. À, cái mối này mới cân nè, nãy nè. Con này yếu lật nè. Hôm nay thì có rất là nhiều anh em mình gọi điện nhắn tin trách phiền mình tự nhiên đang cân rồi ngưng. Thành ra là gắn mối đã quá tải nên mới tạm ngưng cho tạm ngưng. Những anh em mình ở ngoài luồng của em thì em sẽ tạm ngưng thôi. Còn anh em mà đang sử dụng bẫy bên em thì vẫn cân bình thường nha anh em. Giá vẫn là ổn định, giá 130 thôi. Giá 130 nha. Vẫn cân bình thường nha. Cân bình thường cho anh em mình đang sử dụng bẫy bên em nha. Ok thì bây giờ em cũng kết thúc video đây luôn. Cảm ơn anh em mình đã dành chút thời gian ra để theo dõi video của em nha. Rồi hẹn gặp lại anh em mình video clip tiếp theo nha.